Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với chuyên mục kể chuyện vụ án trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những câu chuyện phá án ly kỳ, những góc khuất của thế giới ngầm và hành trình truy tìm công lý đầy cam go của các cơ quan điều tra. Hành vi của hung thủ manh động và tàn nhẫn đến mức nào? Hậu quả của vụ án là gì? Hãy cùng khám phá bí ẩn đằng sau vụ án này và cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc về ai là thủ phạm. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng người dân ngụ ấp 3 tầng, xã Phú Vĩnh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa ngớt bàn tán xôn xao về vụ án mạng kinh hoàng và thương tâm xảy ra khoảng chục năm trước. Chỉ vì bản tính côn đồ cộng sự ghen tuông mù quáng, gã chồng ác quỷ Nguyễn Văn Bình, 44 tuổi, quê Thanh Hóa, đã gây ra tội ác kinh hoàng với chính người vợ của mình. Chính nguyên nhân, động cơ và quá trình gây án của hung thủ đã khiến vụ án trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân Đồng Nai tại thời điểm đó. Nạn nhân trong vụ việc là bà Nguyễn Thị Giang, 41 tuổi. Chị Nguyễn Thị Liễu là con lớn trong gia đình cho biết, mẹ chị vốn là người phụ nữ hiền lành, chịu khó yêu chồng, thương con, sống hết mực. Ngược lại với mẹ, người cha Nguyễn Văn Bình lại mang bản tính cục cằn, thô lỗ, thường xuyên tác động với vợ con. Chị Liễu cho biết, nguyên nhân dẫn tới cuộc sống chẳng khác gì như nô lệ của mẹ là nhiều năm trước, cha chị cùng một người bạn tên Thiết có rủ nhau đi ăn trộm đài cassette và bị phát hiện, báo lên công an. Sau đó Bình bị bắt, còn Thiết may mắn trốn thoát. Biết rằng mình chẳng thể thoát tội nên Thiết đã đi vay mượn tiền bạc để bồi thường cho người bị hại, đồng thời đưa tiền cho chị Giang lo lót chuộc Bình ra. Thế nhưng không ngờ đêm hôm Thiết mang tiền giao cho chị Giang cũng là khi Bình trốn được về nhà. Đứng ngoài cửa, thấy Thiết và vợ mình thì thầm to nhỏ đã khiến Bình nghi ngờ chị Giang có quan hệ bất chính với bạn mình. Cũng kể từ đó, suy nghĩ vợ có quan hệ ngoài luồng luôn ám ảnh trong đầu người chồng có tính nhỏ nhen này. Sau đợt đó, để trốn tránh sự truy bắt của pháp luật, Bình đã đổi tên là Phạm Thế Tám và vợ là Nguyễn Thị Mây rồi dắt díu ba con cùng nhau vào Đồng Nai sinh sống. Những tưởng tại chốn xa quê không có dính líu gì đến quá khứ nữa thì chị Giang sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình. Nhưng nào ngờ ở chân trời mới, Bình vẫn ghen tuông vô cớ và luôn hoài nghi về phẩm hạnh của vợ. Chính vì vậy, gã thường xuyên tác động vợ mình như cơm bữa mà không hề tiếc tay. Không ít lần, bà Giang phải nhờ hàng xóm cứu giúp hay chạy trốn ra đường với khuôn mặt bị thương vì ăn nhát tát như trời giáng của gã chồng vũ phu. Hơn 20 năm chung sống với nhau, vợ chồng Bình có với nhau đến 7 mặt con. Nhưng với người vợ thì cuộc sống nước mắt còn nhiều hơn cả nụ cười. Bất kể ngày hay đêm, tỉnh hay say, gã chồng vũ phu này hứng lên lại lao vào tấn công vợ. Với những người dân ở ấp 3 tầng thì sự độc ác của Bình đã có tiếng. Nhiều người nghe qua cũng đủ để run sợ. Ngay cả khi vợ mang bầu đến gần ngày sinh nở, cũng chỉ vì ghen tuông vô cớ mà Bình đã bịt kín lỗ thoát nước nhà tắm, xả nước ngập đến ngang chân rồi cắm một đầu dây điện vào ổ và một đầu thả xuống nước và ung dung lên giường nằm để nhìn cảnh vợ bị điện giật. Thế nhưng, khi mới bước chân vào nhà tắm, chị Giang bị điện giật khiến té ngã ra phía bên ngoài nên chỉ bị xây sát nhẹ, may mắn thoát nạn. Thêm một lần nữa, người vợ bất hạnh lại tiếp tục bị một phen hú vía bởi âm mưu thâm độc của gã chồng. Không những thường xuyên hành hạ người vợ nhiều năm đầu ấp tay gối mà đến những đứa con mang trong mình dòng máu của Bình mà hắn cũng chẳng tha. Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, ấy thế mà cả 7 đứa con, đứa nào cũng phải nếm mùi đòn roi của người cha tàn độc này. Nếu con cái làm việc gì mà Bình không thấy vừa mắt là gã sẵn sàng dạy dỗ bằng món cơm canh trộn với đất. Nếu không làm theo hắn sẽ bị tác động một cách dã man. Ngày qua ngày phải chứng kiến con bị chồng hành hạ không thương tiếc khiến chị Giang vô cùng đau xót. Sau nhiều đêm suy nghĩ, biết không thể cùng chung sống với người chồng vũ phu và vô cùng độc ác, nên chị Giang quyết định đường ai nấy đi, giải phóng kiếp sống nô lệ nhiều năm của mình và những đứa con. Mặc dù đã thống nhất việc chia tay nhau, nhưng trong thời gian chờ tòa thụ lý đơn ly hôn, giữa hai người lại tiếp tục nảy sinh xung đột gay gắt. Ngày 23 tháng 10 năm 2012, như thường lệ, sau khi dùng cơm tối, Bình lại vào trong kèm đứa con trai thứ 6 là Nguyễn Văn Đàn, 10 tuổi học bài. Vốn nóng giận nên khi thấy con tiếp thu chậm, Bình đã tác động với Đàn. Thấy vậy, chị Giang liền quay sang ngăn cản chồng. Đang lúc nóng giận nên gã chồng liền mắng vợ một cách thậm tệ, vì vậy giữa hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi cãi vã, biết chồng nóng tính nên chị Giang đã nín nhịn đi ra ngoài sân khóc một mình trong bóng tối. Thấy vậy, đứa con gái Nguyễn Thị Mận, 12 tuổi, biết mẹ buồn lòng nên cũng ra ngồi cạnh mẹ. Òa khóc nức nở gọi tên mẹ khiến những người chứng kiến cũng quặn lòng thương xót. Mận nói, cháu ngồi một lúc thì mẹ nói vào nhà học bài để sau này cuộc đời bớt khổ, đừng giống mẹ. Nghe lời mẹ, cháu quay vào nhà học bài, lát sau quay ra thì đã không thấy bố mẹ đâu.
Khoảng 20 giờ, bố quay về nhà một mình mà không đi cùng mẹ. Thấy vậy, em Đàn có hỏi mẹ đâu thì bố nói mẹ qua nhà người thân chơi vài hôm sẽ về. Theo lời ông Nguyễn Văn Hạ, anh rể bà Giang, sáng ngày 24 tháng 10, ông Hạ có qua nhà Bình mượn Bình phun thuốc trừ sâu thì Bình nói vợ qua nhà người thân mấy ngày. Hai ngày sau, đứa con gái lớn của bà Giang đã lấy chồng ở xã bên Hớt Hải về tìm ông Hạ và có kể rằng mấy ngày nay gọi điện thoại cho mẹ không được. Hơn nữa, đêm ngủ mơ thấy mẹ báo mộng bị người ta sát hại rồi phi tang ở một vũng nước gần nhà. Hoảng hốt, hai bác cháu vội gọi điện cho anh em họ hàng để hỏi thăm tin tức của bà Giang nhưng không một ai biết bà đang ở đâu. Từ việc bà Giang mất tích một cách bất thường cộng với những lời bé Đàn kể lại, nhiều người trong gia đình nghi ngờ Bình xuống tay với vợ rồi phi tang nạn nhân đâu đó. Khi này, những người thân cố gắng gặng hỏi Bình về tin tức của bà Giang nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ hắn. Không thấy bà Giang, mọi người trong nhà hết sức lo lắng, đổ xô đi tìm kiếm khắp nơi nhưng tất cả đều vô vọng. Trưa ngày 26 tháng 10, ông Nguyễn Văn Cung, 51 tuổi, ngụ ấp Ba Tầng, đang chăn bò tại vườn điều trong ấp thì phát hiện dưới giếng nước gần đó có bao tải căng phồng nổi lên mặt nước. Ban đầu ông này nghĩ nhà ai có chó mèo đem thả xuống đây, nhưng một lúc sau, ông này đột nhiên nhớ mấy ngày hôm nay bà Giang gần nhà mất tích không rõ lý do nên vội hốt hoảng kêu mọi người, đồng thời báo lên cơ quan công an. Sâu chuỗi những chứng cứ thu thập được và một số thông tin quan trọng của người thân trong gia đình nạn nhân cũng như người dân xung quanh, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định kẻ ra tay dã man không ai khác chính là chồng của nạn nhân, Nguyễn Văn Bình. Ngay lập tức, lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi can này. Biết màn kịch sát hại vợ, dựng hiện trường giả là vụ xâm hại của Bình đã bị lật tẩy. Vì vậy, gã chồng đã khai nhận toàn bộ hành vi tàn ác của mình với vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Theo hung thủ, thì do nghi ngờ bà Giang có quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên tối ngày 23 tháng 10, sau khi xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Bình đã kéo vợ đến vườn điều gần nhà nói chuyện. Lúc này, người chồng tiếp tục nhặt hung khí, tấn công bà Giang khiến nạn nhân gục ngã. Không dừng lại ở đó, gã chồng ác nhân này tiếp tục lấy quần vợ để siết đến suy hô hấp. Để che giấu tội ác của mình, Bình lấy một chiếc bao tải cho nạn nhân vào đó rồi dùng vật nhọn cắt với mục đích khi cho xuống giếng sẽ không bị trương phình nổi lên mặt nước. Sau khi gây án, kẻ sát nhân máu lạnh này lạnh lùng về nhà nói với mấy đứa con, mẹ đi chơi mai mới về. Lúc này, Bình ung dung nghĩ rằng nạn nhân sẽ không phình lên, chẳng ai có thể phát hiện được. Vì vậy, khi tra tay vào còng số 8, gã chồng độc ác vẫn ngây ngô vì không ngờ rằng sau 4 ngày thì nạn nhân nổi lên để báo án. Cuối cùng, tòa phúc thẩm, tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Bình mức án tử hình về tội giết người. Nhìn những đứa con nhỏ của nạn nhân đầu đội tang trắng lầm lũi bước đi bên linh cữu mẹ khiến ai chứng kiến những cảnh tượng ấy cũng không cầm nổi nước mắt. Giờ đây, khi mẹ mất, còn người cha độc ác sẽ phải đón nhận một sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, thì những đứa con thơ sẽ chẳng biết bám víu vào nơi đâu. Tương lai phía trước rồi sẽ ra sao với những đứa trẻ bất hạnh này? Thực tế cho thấy, một số người ghen tuông mù quáng luôn có xu hướng nghi ngờ, cho rằng vợ hoặc người yêu không chung thủy. Khi bị cảm xúc ghen tuông chi phối, họ trở nên kích động, có những lời nói, hành động mất kiểm soát. Có những trường hợp do ghen tuông không làm chủ được lý trí, hành vi của bản thân, muốn chiếm hữu người mình yêu nhưng không thể chiếm hữu, đối tượng tìm mọi cách để phá hủy, đạp đổ, kể cả dùng đến bạo lực, sát hại người khác. Được coi là gia vị cần có trong tình yêu, nhưng đôi khi ghen tuông lại là nguyên nhân chính chấm dứt tình cảm. Liên quan những vụ sát hại người dã man vì ghen tuông tình ái xảy ra gần đây, theo các chuyên gia là do thủ phạm không nhận thức được tính đúng đắn về giá trị của cuộc sống. Một chuyên gia tâm lý, xã hội học cho biết, hiện tượng cuồng yêu, cuồng ghen cho thấy sự lệch lạc về nhận thức, sự lệch chuẩn về hành vi xử sự trong cuộc sống, quan hệ yêu đương lẫn đời sống gia đình. Bên cạnh đó, mặc dù kẻ phạm tội sẽ bị pháp luật xử lý, xã hội lên án, nhưng không có nghĩa là nạn nhân đều vô can. Trong một số trường hợp, nạn nhân cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì những gì xảy ra, cũng bị dư luận, xã hội lên án. Lối sống không nghiêm túc, buông thả, nhưng một quan hệ ngoài luồng phức tạp, thái độ thách thức, kích động, cách ứng xử không khéo léo khi mâu thuẫn xảy ra, thiếu tinh thần cầu thị, nhận lỗi cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi tội ác của hung thủ. Để ngăn chặn những vụ trọng án do cuồng ghen, cần có sự chung tay của các cơ quan, tổ chức xã hội trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh ngay từ trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, cảnh báo và kịp thời lên án các hành vi lệch chuẩn trong quan hệ tình cảm, cũng như những hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần kịp thời phát hiện, phòng ngừa các hiện tượng mâu thuẫn, xung đột, xử lý nghiêm những hành vi phạm tội nhằm cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.